thức một bài hát. Tiền là tờ giấy, qua tiếng hát tiếng vọng trẻ trung, tiếng hát thanh bình. Quý vị cho một tràng tay để ủng hộ chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời Thanh Bình đến sân khấu. Tiền là tờ giấy, giấy lụm lên là tiền á. Mình nhắm mắt có đem theo được đi, anh cố gắng ngày đêm cài đèn lo kiếm tiền vì tương lai hai đứa, nhưng anh có ngờ đâu cùng sống em ham giàu bởi em quá mê đồng. Mệnh giá tiền đâu có lương tri, thế mà đời thời nay lại thu đòn bằng chấm, đổi thay cũng vì tiền. Ngày xưa ai cũng thấy nàng đốn thì bồng con ngóng trông, thời gian đã hoài công, người thành đã ngang kiếm yêu thương chồng. Ngày nay ai cũng thế, tiền nó nặng đè chân lên trong tình yêu, được bền lâu để kiếm sao không sầu. Em hãy nói cùng anh, nếu đời không có tiền thì làm sao để sống. Anh thấy mấy người xưa nghèo đến cho tới già vẫn hạnh phúc thôi mà, bởi em nào mong muốn tình yêu thần con tim để mơ đến xa qua. Có tiền nhiều thì sao, rồi khi mình nhắm mắt có mang theo được gì? Quý vị đang thưởng thức bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm, lời mới do tiếng hát Thanh Bình. Con ngóng trông
đã ngán kiếm yêu thương chồng. Ngày nay ai cũng thế, tình nó nặng đè chừng lấy đi, tìm đâu trong tình yêu đường bên lâu để tìm sao không sầu. Em hay nói cùng anh, nếu đời không có tiền mấy người xưa nghèo đến cho tươi nhà vẫn hạnh phúc thôi mà. Bởi em nào mong muốn tình yêu thần con tim chỉ mơ đến xa qua. Có tiền nhiều thì sao, rồi khi mình nhắm mắt có mang theo được gì? Có tiền thì rồi sao, rồi khi mình nhắm mắt có mang theo được gì? Thế mà chương trình cảm ơn dòng hát Thanh Bình, chúc Thanh Bình có một đêm vô như ngày thật là vui, tham gia nhiều bài hát hay nữa trong thời gian sắp tới.